Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi chiều ngày 27 tháng 9 năm 2022. Bây giờ là 17 giờ 40 phút, tức là 5 giờ 40 phút chiều cô chú anh chị và các bạn. Trong video buổi chiều ngày hôm nay, Tường Vũ Channel tiếp tục cập nhật những hình ảnh tiến độ mới nhất của dự án Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, đặc biệt là công trường Quách Thị Trang cũng như là đại lộ Lê Lợi cô chú anh chị và các bạn. Đây là những hình ảnh được cập nhật. Ngay lúc này thời tiết rất tối bởi vì trời đang mưa, mưa rất lớn, cũng như là một số khu vực đang tạnh mưa, mưa nhỏ nhỏ các bạn. Giờ này giờ tan tầm cho nên ở các con đường trung tâm đang lưu lượng xe tập trung rất đông luôn cô chú anh chị và các bạn nhé. Mình sẽ cập nhật một vài hình ảnh mới tại khu vực này để gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn thấy được tiến độ trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta cập nhật công trường Quách Thị Trang cũng như là một số hình ảnh ở tại đại lộ Lê Lợi để xem thử tiến độ ngày hôm nay như thế nào. Thời tiết bắt đầu tiếp tục đổ mưa nữa cô chú anh chị và các bạn. Phía bên tay phải màn hình của chúng ta là đường Canh Mét. Chúng ta đang chịu ảnh hưởng của bão số 4 cho nên là thời tiết suốt ngày mưa tầm tã các bạn. Có lúc nắng rồi có lúc mưa. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ đi cập nhật một vòng nhé. Ở cái phần đường ở bên hướng của Trần Đạo đang trải thảm nhựa đường rất nhiều rồi cô chú anh chị và các bạn. Đây là những hình ảnh được cập nhật trực tiếp trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta thấy nhìn công trường Quách Thị Trang đang thông thoáng quá luôn các bạn. Tôi nói việc san lấp mặt bằng ở công trường Quách Thị Trang đang tiến hành rất là nhanh luôn. Tiến độ cực nhanh luôn các bạn. Giờ trời hơi tối cho nên là có thể chúng ta nhìn nó không rõ lắm các bạn ha. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở trên đại lộ Lê Lợi các bạn. Cập nhật một số hình ảnh ở trên. Thời tiết đang mưa tối quá cho nên có thể hình ảnh chúng ta nhìn là không rõ lắm đó. Cô chú anh chị và các bạn vui lòng thông cảm nha. Đây là ngã tư của đường
Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Với đại đội đại lợi các bạn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa là đường Công Lý ngày xưa. Giờ đang tầm cho nên lưu lượng xe lưu thông trên các con đường này rất là đông luôn các bạn. Đây là ngã tư đường Master với lại đại lộ Lê Lợi. Phải nói trời Sài Gòn đang u ám, tối mịt mù các bạn. Mưa bất chợt lúc nào. Đường phố thì ướt rồi, bắt đầu mọi người giờ tan ca đi làm về. Ở đó là quá đông luôn. Phía trước màn hình của chúng ta là trung tâm thương mại Sài Gòn Center Takashimaya. Từ Vũ Channel cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ủng hộ kênh YouTube Tường Vũ Channel. Kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Chắc chắn với thời tiết mưa như thế này thì ở những tuyến đường chính như là đường Võ Văn Tần, Điện Biên Phủ hay là đường Cách Mạng Tháng 8, đường 3 tháng 2 rồi, một số tuyến đường chính thì chắc chắn là xe rất là đông luôn các bạn. Sáu giờ tối thì dàn đèn chiếu sáng ở trên các con đường sẽ bắt đầu mở lên. Đây là phía trước của chợ Bến Thành, cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang rất mong chờ thử xem là việc tái lập bộ binh Quách Thị Trang như thế nào. Người Sài Gòn đang rất mong đợi các bạn.
Và hiện nay thì chúng ta thấy công trường Quách Thị Trang đang bắt đầu dần dần sang lắp mặt bằng, cũng như là các cái tiến độ cuối cũng đang hoàn thành rất nhanh luôn. Đây là quang cảnh của công trường Quách Thị Trang các bạn, nhưng mà tối quá nhìn không thấy đó, trời nó hơi tối. Ở phía bên trong giếng trời thì vẫn đang tiến hành làm đó các bạn. Mình sẽ đi về bên hướng của ngã 6 Phù Đổng nha. Phía bên tay trái màn hình của chúng ta là khách sạn New World, khách sạn 5 sao. Khách sạn New World, khách sạn 5 sao các bạn. Trước màn hình của chúng ta là ngã 6 Phù Đổng, mình sẽ đi về bên đường Cách Mạng Tháng 8 nha các bạn. Đây là con đường Cách Mạng Tháng 8 hay là tên cũ là đường Lê Văn Duyệt, ngã ba giao với Nguyễn Du với lại đường Cách Mạng Tháng 8 các bạn. Mình sẽ đi về bên phố Bùi Thị Xuân. Đường Cách Mạng Tháng 8 này là mình đi về bên chỗ công trường Dân Chủ đó các bạn.
Đường Bùi Thị Xuân là tập trung chủ yếu là các khách sạn, rồi nhà nghỉ, nhà hàng các bạn. Đặc biệt là khách sạn rất nhiều luôn, phải nói là 90% là kinh doanh khách sạn. Hôm nay tôi Vũ Chính Đồ kính mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi dạo một vòng vào buổi chiều tối, ngắm phố xá trung tâm giờ tan ca. Và rất tiếc thì hôm nay đây là ngã tư đường Tôn Thất Tùng và đường Bùi Thị Xuân. Đường Bùi Thị Xuân này bắt đầu từ ngã ba giao với đường Cách Mạng Tháng 8 và nút cuối cùng là ngã ba với đường Cống Quỳnh nha cô chú anh chị và các bạn. Ở đây phải nói là năm xưa, trước khi mà chưa có dịch bệnh Covid-19 đó, thì phải nói là khách sạn với lại nhà hàng rất là nhiều luôn. Ta sẽ đi về đến vòng xoay Cộng Hòa, rồi mình sẽ tạm dừng cái video clip trong buổi chiều ngày hôm nay. Phía trước màn hình của chúng ta là cô ấp mát Cống Quỳnh các bạn. Mình sẽ rẽ tay trái để vào đường Phạm Viết Chánh nha, mới đi về bên chỗ ngã 6 Cộng Hòa được. Ở đây có bệnh viện Từ Dũ. Thời tiết tại Sài Gòn tiếp tục mưa cho nên cũng khó mà cập nhật thêm một số hình ảnh nữa để gửi đến cho quý vị và các bạn. Trước màn hình của chúng ta là ngã 6 Cộng Hòa nha cô chú chị và các bạn. Ngã 6 Cộng Hòa gồm các trục đường như là đường Phạm Viết Chánh, bên tay phải là đường Nguyễn Thị Minh Khai, là đường Hồng Thập Tự ngày xưa, rồi tiếp theo là đường Lý Thái Tổ, rồi đường Trần Phú, đường Hùng Vương, đường Nguyễn Văn Cừ các bạn. Sài Gòn mà khi mà mưa đổ xuống thì phải nói giao thông rối loạn luôn, tắc nghẽn giao thông ở các con đường chính. Mọi hướng xe đổ về bên các cái bụng bình rất là đông.
Và có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.